Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món gỏi đu đủ tai heo. Nguyên liệu gồm có đu đủ xanh, cà rốt, ớt sừng, tỏi, cớt, hành tím, tách trái, rau thơm các loại, lỗ tai heo, đu đủ và cà rốt gọt sạch vỏ. Rồi rửa qua nước cho sạch bên ngoài. Sau đó mình bào sợi. Đu đủ làm gỏi, mình lựa quả còn xanh và cứng. Các bạn đừng chọn quả non hay chín quá sẽ không ngon. Bào xong mình cho vào âu nước đá. Làm như vậy, đu đủ sẽ sạch mủ và giòn hơn. Mình ngâm đu đủ khoảng 1 đến 2 phút thì vớt ra, để cho ráo hết nước. Đừng ngâm lâu quá, đu đủ sẽ bị hút nước, sẽ không còn giòn nữa. Cà rốt mình cũng làm tương tự như đu đủ nha. Bắt một nồi nước, cho vào ít lát gừng và củ hành tím, cho lỗ tai heo vào. Thêm vào một muỗng cà phê hạt nêm. Luộc đến khi thấy tai heo chín thì vớt ra, cho vào âu nước đá. Làm như vậy, tai heo sẽ giòn và không bị đen. Khoảng 3 phút mình vớt ra, rồi thái lát mỏng. Chuẩn bị chiên ít bánh phồng để ăn cùng món gỏi nha. Giờ mình pha nước trộn gỏi, 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước cốt tắc. Các bạn có thể thay bằng chanh. Khuấy đều cho tan đường. Thêm vào 1 muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh ớt sừng băm. Các bạn điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị gia đình nha. Ớt sừng không cay đâu các bạn. Chuẩn bị một cái âu để trộn gỏi. Cho 250g đu đủ bào sợi vào, 50g cà rốt bào sợi, một trái ớt sừng cắt sợi, 20g hành tím cắt sợi. Cho nước trộn gỏi vào rồi trộn đều. nước trộn gỏi còn một ít. Mình cho tai heo vào rồi trộn cho thấm. Thêm một nắm rau thơm vào. Rồi cho tai heo vào. Chút đậu phộng chả nhỏ. Trộn đều lên là có thể ăn được rồi. Chọn ra dĩa và thưởng thức thôi. Cho gỏi ra dĩa. Thêm chút hành tím phi. Chút đậu phộng rang. Gỏi mình ăn cùng bánh phồng. Chan chút nước mắm nữa. Tai heo và đu đủ rất giòn nha các bạn. Chua chua ngọt ngọt. Nước mắm ăn gỏi mình để ở phần mô tả nha. Các bạn cần thì có thể xem giúp mình. Vậy là xong món gỏi đu đủ tai heo giòn ngon. Cảm ơn các bạn đã xem và like. Nhớ xem và subscribe kênh cho mình nha. BB các bạn. Mãi yêu.